Rồi 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 ông với bà cụ. Ôi, ê, 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 ê. Tôi ăn nó trả gì, nói tôi vậy chứ. Tôi giận tôi khóc. Buồn. Bà cô anh chị. Cho ăn 100 mấy cho ăn 100 thôi. Đưa 100 thôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị là một cái căn chòi nhỏ của ông cụ với bà cụ. Hôm nay thì được một số người dân địa phương giới thiệu thì Bùi Hồ có đến đây để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình cụ cũng như là có sự giúp đỡ. Thì ngoài vô thì cô bác quý anh chị thấy đây là một cái căn chòi bằng tôn khá là nóng khi mà ở trên này nè. Được dừng bởi những cái miếng bê tông như thế này để dằn lên những cái tấm tôn để cho mưa gió không bay các bác quý anh chị. Hôm nay thì mình vô đây để tìm hiểu về hoàn cảnh của ông bà nha. Ở đây là cái sổ đồ. Ồ hầm quá. Ồ ông cụ là bán đồ hả? Dạ bán số. Cho tôi tiền, ta cho tôi 3-2 triệu đó tôi mua đồ bán đặng cho ông bệnh đó. À bán tộc quá hả? Cho ông bán trước đỉnh thì đỡ để ở nhà đó để ta biểu là ở nhà đi, ta cho 2 triệu người ta cho bán đó, ta cho tiền mua đồ bán ở nhà cho ổng ở nhà hết. Cái này là cụ bổ đồ và cụ bán nữa hả? Ừ. Gì hả? Bị ta cho 2 triệu chứ ai cho cụ à, cái bà nào cái gì cái nghèo để bà cho chụp hình rồi nó bà cho ở đâu cụ ngồi đi cụ ngồi lâu đi lắm rồi. Cho cả tháng nay rồi. À, ông cụ là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi rồi. 76 bà cụ 74. Ủa ông bà cụ là không có con cái gì hả? Dạ không. Có 2 vợ chồng không à? Ngồi dưới này được không cụ? Rồi 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 ông với bà cụ. Ôi, dạ. Ê. Cái chân cô cụ sao vậy? Cái chân này bị bán số, bị người ta xô, người ta giật số. Trời ơi. Rồi xe cán. À, để xe cán làm hai nè. Tôi đang bán gì nè. Nên cụ ngồi dưới này không được đó hả? Tôi đau ngang sinh sống. Thôi vậy cụ lên giọng đây con xin lỗi. Thôi. Dạ. Trời ơi trời, con xin lỗi cụ nha. Rồi trước đây ông cụ là làm cái công việc gì? Trời mà đi bán số. Ngày là cụ. Xe lăn chổng đó. À, cụ bán được nhiêu? Có 100 mấy à. Ông có bán không? Dạ tôi đi bán rồi bắt đầu bị bệnh nè, rồi nằm bệnh viện ở dưới hết mười mấy ngày. Mới xuất viện về 2-3 bữa ngày đó. Dạ. Thuốc men còn nữa. Dạ. Bà cụ thì có bán không? Có mà bà bán rồi 3-40 mình 50 giá. 50 giá. Ông cụ thì được nhiêu giá? Có 100 giá, giá. Bán vòng vòng có. À. Cho gạo ăn đây đó. Nên gạo này người ta cho mình đây. Cho dạ. Ăn không á. Dạ. Với cho đồ này nọ đủ thứ, đồ này đồ kia, quần áo đồ không. Ngôi nhà này là ông cụ ở lâu chưa? Cũng vài ba năm rồi. Mấy năm rồi cụ? 4 năm người ta cắt cho. Người ta cắt cho. À. Người ta cắt cho ông cụ với bà cụ. Người ta cho mượn đất cắt nha. Ta cho mượn đất cắt luôn. Ừ. Ta cho cắt nhỏ vậy thôi. Nhỏ vậy không. Trước đây thì ông bà cụ ở đâu? Hồi đó giờ cũng ở đây nhưng ở mà đây. đi làm ăn này nọ đủ thứ vậy đó, nghèo thì đi mặn ăn vậy đâu, giờ về đấy ba má anh em ta chết rồi, mà ba chết hết rồi à, mới được khám bệnh về đó. Dạ. Cụ bệnh gì? Bị cái hồi đó mà đi xong không biết nữa mà cái nó bị bệnh đi rồi mới chở đi xuống dưới Tam Nông dưới đó, nằm dưới đó. Hôm nay bà cụ bán hết số chưa? Trời. Đâu có được bán đâu. Bán nghỉ bán rồi, đau quá rồi, nghỉ bán rồi. Bây giờ là buôn bán tập khóa vậy thôi. Ờ, nhỏ vậy đó, rồi để kiếm ăn thôi. Rồi ai bổ đồ về cho cụ? Hả? Ai đem? Nó em nó đi không thiết rồi. Nhà nó đó, nhà nó ở trong bờ trong đồng, trong mà bỏ nhà ra tới gợi. Nhà nó đi mua đồ, nó đi phân thiết bằng Thanh Long rồi. Dạ, còn điện ở đây là cụ sử dụng của ai? Cái này của ở trong kia của con cháu nó cũng như tháng nào nó cũng cho 100 mấy đó để đóng trực điện. Dạ. Bán người ta mua đồ nhiều không cụ? Trời ơi lâu lâu mới có người, lâu lâu mới có người. Đây lâu lâu ta mua.
chú bán gạo đâu biết đó. Hồi đó đâu có đâu, mới bán đây mấy ăn này. À, bán gạo cho cụ ha. Ừ, cái chú đó bán gạo chứ. Rồi. Bà không biết, chú nghèo cụ... khổ mà. Dạ. Ông... Người ta cho quần áo, cho đồ đi, đồ đục thứ nữa. Ừ. Ông cụ với bà cụ là ở nhau là không có con luôn. Không, hồi đó giờ cũng không có đứa nào hết. Người già cả hai ông bà tự chăm sóc lẫn nhau thôi. Yeah. À, cụ có anh em không? Tôi thì có anh em với Cao Lãnh á. Đi mặn trời đó. Đi mặn thằng Thiết tôi nói chú đó. Còn bà cụ, anh em bà cụ ở đâu? Ở đây không, mà đi mặn thằng Thiết hết trời. Ừ. Sao hai, cụ không đi Phan Thiết luôn? Đi Phan Thiết là làm gì vậy? Đi mặn thằng Thiết. Đi mặn thằng Long á. Thằng Long. Sao cụ nói chuyện vui với ta? Tôi biết. Cụ không nghe, bị lãng tai. Tôi biết. Nói nhỏ tôi không nghe, tôi dòm miệng chú không chứ. Dòm miệng biết chứ. Miệng nói. Mới đi khám bệnh mới về đó. Hôm nay là cụ ăn cơm với gì? Cũng đâu có gì đâu ăn. Cụ nấu cơm ở đâu đâu? Đây này, nấu cơm ăn đây này à. À, ăn như gì này à. À, ăn gì đó nè. Ăn đầu cá gì đó. Mua đầu cá. Rồi ở đây rồi cụ rửa, rửa chén rửa bát rồi sao? Ở ngoài đi, đi ra ngoài đó đó, ngoài cái mạ cái máy đó thế. Ta để nước cho đó. Ta làm cho bên ống nước á. À, ta làm nước cho mình ha. Rồi tắm rửa. Thì tắm rửa cũng ở ngoài đó. Vệ sinh. Vệ sinh thường mà đi tốt cái dứt ra. Vệ sinh cầu cá hả cụ? Hai cầu cá. Nói gì vậy? Vệ sinh cụ đi cầu cá hả? Dạ. Cầu cá tra. À, cầu cá tra. Đi cầu của nhà của tao quen. Tao cho đi. Người ta biểu mà nửa đây giờ cho cây đồ cắt lại. Người ta nói nữa người ta cho cây bạch đằng cắt lại. Cụ 74 rồi. Bà là 74, cậu 76. Dạ, 74 còn yêu đời chứ. Này phải cắt cao lên cho cụ dễ bước ha. Không, nhưng là thấy nhà này cắt được mấy năm rồi, có 4 năm hả cậu? Ừ, 4 năm mình mà. 4 năm mà anh em ta cũng cho cây tối rồi cắt đi đâu. Ừ. Cho vô tiếng nữa. Coi nữa. Cho vô tiếng coi đâu. Cho vô tiếng đó, coi nữa. Ông cụ với bà cụ là lấy nhau hồi lúc bao nhiêu tuổi không cụ? Cứ mới có 10 mấy tuổi rồi. Ổng 20, tôi 18. Là hai người quen nhau. Dạ. Ông cụ với bà cụ quen nhau luôn. Dạ. Quen là cứ luôn. À, ông ngày xưa bà cụ cua ông cụ hay là bà cụ ông cụ cua bà cụ? Nói lời trả lời tào lao. Hỏi tôi không biết đường nhắn cái thải thể tào lao, nói chuyện tào lao mấy chú nói nữa. Đó, hỏi thiệt mà. Tôi không biết đường trả lời như thế. Hỏi mà ông bà cụ tôi với... bán xóm đi bác thường tôi quay. Ông cụ với bà cụ xa nhau vậy, quen nhau hả? Dạ. Sao gặp nhau được? Ông cụ ở Cao Lãnh, bà cụ ở đây mà. Ờ, cái lên xuống đó. Lên. Nhưng đời ở đâu không gặp. Cụ bán gói mì này là nhiêu tiền? 4 ngàn. 4 ngàn. Cái đó 2 ngàn đó. Cái này hả? Ừ. Này là 2 ngàn. 2 ngàn. Còn cái này? 2 ngàn. Ủa sao này với này bằng giá nhau hả? Ừ, bằng nhau quá. Còn cái này? 8 ngàn. 8 ngàn. Ủa sao cụ, ai hướng dẫn cụ bán? 2 ngàn là mình lời được nhiêu cụ? Ngày thì đâu có lời được nhiêu đâu. Lấy vô. Ăn một ngày là một ăn ha. Một ngày là ăn một chén cơm hơn vậy ăn không được. Tôi nằm bệnh viện ở dưới 10 ngày. Đau đây. Mà chỉ là uống nước không. Sao vậy cô? Bởi vì nó đau rồi ăn uống không được đó. Do ông cụ bệnh rồi ai nuôi? Bà cụ nuôi hả? Có hai người nước não qua. Ông muốn tôi đưa ông đi vô trong cô nhân viện cho ông ở nuôi không? Người ta nuôi ông không? Bà cụ vui vẻ.
tôi đưa ông đi vô trong cái mới được thoát bệnh về đó, suốt còn đó. Rồi khám ở Cao Lãnh hả cậu? Khám ở ngoài Trong Nông mình nè. Đây hết nhiêu tiền? Cái này người ta cho. Người ta cho khám mà người ta cho uống á. À uống đó. À, khám người ta cho uống á. Chứ người ta cho tôi tiền, hả cho ăn ăn bà hổm lâu rồi. Nhiều cho nhiều. Hả? Cho tiền ăn. Đi xuống nuôi ổng người ta cho tôi tiền ăn. Rồi 8 ngày đó mà tôi không có ăn uống được để dành mua này nọ bán biết bán. Đâu dám ăn đâu. Ăn rồi cái người ta ở đây người ta khi dễ gì ba mượn gì ba mượn 500 ngàn nữa nè. Bà đi bán số không đủ ăn chứ bà mượn 500 ngàn mua thuốc cho tôi với ông Hiếu uống bà nên mấy bà nữa. Bà bán số không đủ ăn nữa chứ mà mượn tôi tiền tôi bà trả tôi hết tôi vậy chứ tôi khóc. Khóc sao? Sao khóc? Tôi tức tôi khóc chứ. Rồi mấy đứa nó bán thanh long ở tỉnh nó cho tôi 2 triệu tôi không ăn hàng ăn gì hết trơn tôi mua đồ bán đó. Giờ biết vậy đó. Tôi mượn đó là bà mượn bà đây là bà này mấy bà này là chứ ai đâu xa đâu mượn bà 50 tôi mua thuốc rồi uống cái bà nó cái giò tôi hồi cấp tôi lên tôi nhức mà nó chưa lành tôi nhức bà làm đơn tôi mượn đỡ 50 đây mà tôi bán rồi vài bữa tôi bán số tôi trả cho bà bán số không đủ ăn nó trả gì nói tôi vậy chứ tôi giận tôi khóc buồn ừ. Cho tôi tiền bán số cho tôi tiền 2 triệu tôi không ăn. Tôi lấy dành ăn tôi đi mua đồ bán thôi đó. Ai biểu nói vậy ai không buồn được ha. Bán số không chú ăn nữa. Tiền đâu mà trả tôi nói gì đó. Cụ bây nói... giờ đi qua đây mua triệu đồ tôi không bán lại. Tôi thù chứ. Mua triệu đồ không bán lại. Tôi thù. Thù. Tôi thù ra tôi mượn chứ nói bà mượn 50 bà tiền đâu bà trả tôi. Mấy tôi mượn lấy 1 triệu đồ tôi thù không bán. Thù vừa tính lắm. Tôi giận mà. Rồi chừng nào hết giận chưa? Chưa. Rồi khi nào mà hết giận mới bán thiếu lại cô? Bán thiếu mà cô không bán nữa. Sao vậy? Tại người ta nói mình cho mượn 50 ngàn mình không có tiền trả mình đi bán số không đủ ăn á. Mượn gì? Thì bây giờ thí dụ như tôi bán cho bà rồi bà tiền đâu bà trả tôi. Từ từ nó có tiền. Không? Chú biết không? Thí dụ như tôi bán bà 50, 20 người bà đâu có tiền trả tôi. Tại vì tôi đi bán số không có tiền trả bây giờ bà tôi bán bà mà giờ bà cũng đâu có tiền trả tôi nên tôi không bán không thôi bán đi bà bán đi bán thiếu con không bán con thiếu gói mì vậy bán mà không trả cũng được nữa mà nhưng mà không bán cho mấy người đó rồi bán thiếu gói mì 4 ngàn hả bán thiếu gói mì hả? Ăn đi thiếu nha không trả luôn cụ chịu không chịu bán cho con ăn nếu luôn nha mày không trả biết đường đâu đòi thì tôi đâu có đòi bán gì tôi mới nay không đòi đó rồi con này bịch này nhiêu cụ à nghe quên rồi 7 ngàn bảy đâu đếm sao 7 ngàn đâu à. Đêm lúng tay bảy bảy đâu đi đếm lại con có thấy gì đâu mà cụ bán con 7 ngàn gì mắc chứ vậy đếm lại mà 1 2 3 4 5 6 7 rồi nó đếm tới 10 thôi 10 là có nào 10 ngàn không có 10 đâu không hiểu không có đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ủa quên nữa rồi đếm đi 7 ngàn 1 2 3 4 5 6 7 à. 8 ngàn bán không hả 8 ngàn bán không không sao vậy bán đủ ra được bán con 8 ngàn đi 8 ngàn người ta không mua mà không mua 6 ngàn không bán sao vậy ăn lũ dấu này là lờ được nhiêu con có 500 lờ có 500 nè để gói mì đó đi lát còn mua khác còn này cậu
Cũng 8 ngàn. Bán 7 ngàn. Không. Sao vậy? Bán lộ. Lộ. Lộ nhiều. Chỗ này lộ 1 ngàn 500 chứ nha. Ờ. À. Còn bệnh này nhiêu nè? Bình này con ơi, bò cụng này nhiêu nè? Có lon lẻ. Lon lẻ này nhiêu? Giống nhau. Nhiêu? 10 ngàn. Sao nó giá nhau giống nhau, này với này khác nhau hả? Ừ, bò cụng. Bò cụng là nhiêu? 10 ngàn. 10 ngàn đâu, 10 ngàn điếm con coi coi. Điếm. 8 ngàn. 8 ngàn cô bán không? Kìa, 8 ngàn cô bán không? Câu mệt rồi đó, mệt hả? À thôi không chọc cụ nữa, dẫn với cụ chơi vui cho biết. Nó chuyện không biết đường ạ. Dạ thôi, hôm nay thì con đến thăm, tình cờ con được giới thiệu con đến đây con thăm cụ, biết cụ thì rất là vui. Con đại diện cho chú Ken Vinh Trần là Việt Kiều Mỹ. Dạ. Tặng ông cụ và cụ một chai dầu. Cảm ơn. Không cho ông chích đâu. Không cho ông chích luôn. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Không cho ông chích. Để cầm giùm em. Không cho ông sức nha. Không. Mình phải đưa cho ông cụ với bà cụ tiền lẻ để cho ông bà cụ biết. Đại diện chú Kim Minh Trần gửi cụ 500. Đó, nhiêu tiền cụ điếm đi. Cụ điếm bao nhiêu? 10. Mười gì cái này đâu có 500 mà, 10 đâu. Không biết tiền rồi. Bởi vì không dám đưa tiền lớn. Nhiêu cụ? Ông hiểu đó, 500 đó. 500 đó hết. Cụ điếm cho mấy tấm? 1 tấm. 2 tấm. 3 tấm. 4 tấm. Ông hiểu nha, 500. 500. Ờ, chắc có lẽ là cụ thì lúc quên lúc nhớ không có biết nhiều. Còn ông cụ thì biết không cụ? Dạ. Cụ biết thì cụ ngày dạ, xưa. Ghen chút ghen. Dạ. Cho ổng tiền ghen cho em. Thôi Trung My. Đây 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 con chia ta. Đây con chia à. Đi ổng là đưa đồ thôi chứ. Con đâu lấy lại đâu. Không cho ổng đâu. Cho con mượn. Cho mượn lại. Cho mượn lại đi. Cho mượn lặng đưa cho ông Hiếu hả? Dạ. Đưa lại đưa tiền lại lặng đưa cho ông Hiếu hả? Ông Hiếu là ai? Ông Hiếu à. cụ lao coi nhức đầu luôn. Rồi đưa chị đưa con tờ đi, chia nhau để mình sống. Con tờ thôi, đây con tờ nữa, con tờ nữa thôi. Lặn tờ thôi cụ. Dạ con tờ thôi, nhẹ nhẹ. Ông ấy mặc tờ được. Tôi hôm nay rất là vui, gặp hai ông bà cụ cũng khá là vui. À, thôi con chúc hai cụ luôn có sức khỏe dồi dào nha. Và đặc biệt là hôm nay thì thay mặt cho hai cụ xin chân thành cảm ơn chú Vin Ken Vinh Trần là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho hai cụ những hoàn cảnh rất là khó khăn, một chai dầu với lại số tiền là 500.000 đồng. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị. Cho ăn 100 thôi á. Đưa 100 thôi. Thôi đưa cụ con về. Dạ dạ. Dạ cảm ơn chứ. Dạ. Hồi nãy giờ mới thấy cái giò của cụ là cái chân này bị cái bây bị giờ cục hả? Cái này nó gãy là người ta kêu ông ba giác mà chú Vinh bưng làm thử coi. Bị gãy hả cụ? Ừ nó gãy rồi, nó gãy ngang. Bởi vì người ta nói là biểu cho nữa cho tiền 500 ngàn là bo lại cái. Ồ nãy giờ không biết luôn, con tưởng đâu là cụ gọi cái chân của cụ sao vậy? Bị thương cái hồi lúc chế độ cũ. Chiến tranh hả cụ? Dạ. Chiến tranh biên giới Tây Nam hay sao? Của lính Sài Gòn á. À, cụ là lính Sài Gòn hả? Dạ. Cụ theo chế độ của cụ. Cụ là lúc đó là lính Sài Gòn. Lính Sài Gòn. Dạ. Yeah. Kỳ cụ lúc đó là ở Sài Gòn luôn hả? Ở Sài Gòn. Ừ. Rồi bị chiến tranh, rồi bị cái chân này bị
cục luôn. Cục luôn hồi năm 62 đó. Mìn nổ hả con? Để mìn nổ đó. Ừ. Năm 1962 là lúc đó cụ nhiêu tuổi? Tôi rồi đó có mười mấy tuổi rồi. Mười mấy tuổi là cụ đi lính rồi. Đi. Rồi cụ đi xong về bị ông nãy giờ ông cục giò bị cục rồi xong là cụ mới về đây. Về. Ông héo này cục giò rồi mới cứu tôi chứ, ông cứu tôi hồi nãy tôi 18 tuổi, ông 20 mà ông cục giò rồi chứ. Ồ, mới thấy luôn cụ là một cục giò rồi chứ bộ. Lính Sài Gòn của bác anh chị. Và cái chân cũng bị cục luôn à. Chỉ có cái chân nữa hả? Đạp mìn hả cô? Có cái chân nữa thì đạp mìn. Đạp mìn hả? Dạ. Ừ. Thôi con thưa cụ con dạy ha.